Kính chào quý khán giả đang đón xem Sống An Lạc. Các bạn thân mến, hàng ngày chúng ta tham gia vào rất nhiều hoạt động, từ lao động chân tay đến lao động trí óc. Nhưng áp lực, căng thẳng trong công việc và cuộc sống khiến cho não bộ phải làm việc căng thẳng cực độ và từ đó sẽ dẫn đến mệt mỏi, uể oải, khối óc trở nên thiếu minh mẫn và sáng suốt. Vậy nên cũng giống như chân tay, khớp xương hay các bộ phận khác trên cơ thể cần phải tập thể dục để duy trì độ dẻo dai. Não bộ của chúng ta cũng cần phải tập thể dục để đầu óc luôn minh mẫn và linh hoạt. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn 10 bài tập thể dục giúp não bộ khỏe mạnh, minh mẫn và linh hoạt. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Nếu bạn muốn não bộ của mình luôn hoạt động tốt nhất thì hãy để chúng thực hiện 10 bài tập sau đây. Thứ nhất, đọc sách. Chọn sách văn học, khoa học hay những quyển sách nâng cao tính chuyên môn nghề nghiệp để đọc sẽ giúp cho não bộ của bạn hoạt động tích cực hơn. Kiếm một quyển tiểu thuyết hoặc một quyển truyện trước khi bắt đầu chuyến bay công tác hay kỳ nghỉ mát, do việc đọc còn mang lại cho bạn sự thoải mái, thư giãn bởi vì bạn không phải để ý đến thực tế ở bên ngoài. Đọc sách chính là cách để rèn luyện kỹ năng nhận thức và tăng cường vốn từ vựng của mình. Hãy đọc thường xuyên, rồi bạn sẽ ngạc nhiên về những thông tin mình tiếp thu được và vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra mình trở thành người có tài nói chuyện lúc nào không hay. Thứ hai, tập thể dục. Trong thực tế, tập thể dục là điều quan trọng nhất bạn làm để giữ cho bộ não của bạn luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Giống như tập thể dục thường xuyên tạo ra cơ bắp lớn hơn và trái tim khỏe mạnh hơn thì nó sẽ còn làm tăng thể tích của não. Tập thể dục làm tăng nồng độ các yếu tố thần kinh, kích thích sự hình thành các tế bào não mới và các kết nối thần kinh mới. Tập thể dục đặc biệt làm tăng bộ nhớ của bộ não. Thứ ba, nhắm mắt để làm việc. Có một vài loại công việc mà bạn làm hàng ngày và không cần suy nghĩ. Chắc hẳn khi lau nhà, bạn đã không nhớ được cầu thang trong nhà có bao nhiêu bậc. Khi bạn rửa chén thì bạn cũng không rõ có bao nhiêu đĩa trong gian bếp. Lý do là bởi những hoạt động đó thường xuyên đến nỗi khiến bạn làm việc một cách lơ đễnh. Bạn có thể thử thực hiện các hoạt động hàng ngày khi nhắm mắt để kích thích trí não. Hãy nhắm mắt khi bạn tắm, đi từ phòng này sang phòng khác và trong các hoạt động khác nữa. Bằng cách này, khi tay chạm vào một đồ vật thì tín hiệu về đồ vật ấy sẽ được truyền đến não. Thứ tư, sử dụng tay không thuận. Nếu bạn là người thuận tay phải, hãy thử sử dụng tay trái một lần trong các hoạt động như ăn, viết, cầm, nâng đồ vật. Bạn sẽ dễ gặp khó khăn khi mới bắt đầu. Tuy nhiên, khi thực hành nhiều lần thì bạn có thể làm ít nhất một công việc hàng ngày bằng tay không thuận. Ý tưởng dùng tay không thuận xuất phát từ nhu cầu phát triển phần không hoạt động của não bộ và điều này sẽ giúp thúc đẩy sự mở rộng của các phần chịu trách nhiệm xử lý thông tin từ xúc giác của vỏ não. Thứ năm, thay đổi lịch trình hoạt động mỗi ngày. Bạn thường chuẩn bị một lịch trình hoạt động một ngày ngay sau khi thức dậy. Thói quen lặp lại có thể khiến đầu óc trở nên trì trệ và đã đến lúc bạn thay đổi để hoạt bát và minh mẫn hơn. Việc thay đổi thói quen và tạo thành các hoạt động mới sẽ giúp duy trì sự nhanh nhạy cho não bộ. Bạn không cần làm những điều quá phức tạp, chỉ đơn giản là làm mới hoạt động mỗi ngày. Chẳng hạn, bạn sẽ đảo ngược việc thay quần áo trước khi ăn sáng, thay đổi nơi tập thể dục hay thậm chí xem phim hoạt hình thay vì tin tức buổi sáng. Thứ 6. Nhìn các vật theo hướng lộn ngược. Bạn luôn nhìn mọi vật theo cách mà mọi người nhìn thấy. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao những đứa trẻ lại có thể cầm ngược quyển sách và đọc hay treo ngược cành cây rồi nhìn mọi thứ theo chiều hướng đảo ngược lại hay không? Bạn có thể đặt khung hình gia đình lộn ngược trên bàn, treo đồng hồ hay lịch trên bức tường khác, thậm chí là treo đồng hồ ngược. Bằng cách này, khi nhìn vào những đồ vật đó, não sẽ bắt đầu tập trung phân tích và giúp tăng tính nhanh nhạy cho não. Thứ 7. Đọc to thành tiếng khi bạn ở một mình. Hãy thử đọc to khi bạn đang đọc sách hay tài liệu trong một căn phòng yên tĩnh. Quá trình đọc sẽ tốn khoảng vài phút hoặc lâu hơn so với bình thường, thế nhưng sẽ mang lại lợi ích giúp bạn cải thiện trí nhớ. Nghiên cứu chứng minh, ba khu vực của não bộ sẽ sáng lên bất kỳ khi nào những từ trong sách được đọc to lên. Nghe sách nói cũng sẽ mang lại hiệu quả tương tự cho não bộ. Bằng cách đọc to, não bộ sẽ có xu hướng sử dụng nhiều mạch não cùng lúc. Thứ 8. Chơi với đồng tiền xu trong ly nước.
Hệ thống chữ nổi hỗ trợ người khiếm thị dễ dàng đọc chữ nhưng lại khó với người bình thường. Tuy nhiên, khi chạm vào chữ, bạn sẽ biết cách người khiếm thị dùng để đọc chúng. Họ chạm và cảm nhận các chữ cái in trên đó. Vì vậy, thay vì dùng thị giác, họ yêu cầu bộ não đọc thông tin từ xúc giác. Có một cách để bạn rèn luyện tính nhanh nhạy của tế bào não tương tự như hệ thống chữ nổi. Bạn chỉ cần đặt đồng xu vào một ly nước, dùng tay chạm vào đồng xu. Sau đó, hãy thử đoán mệnh giá của đồng xu mà không cần nhìn vào ly nước. Thứ 9. Làm quen với các ứng dụng giúp ghi nhớ. Những ứng dụng giúp bạn ghi nhớ tốt hơn ở ngay trên chiếc điện thoại của bạn chính là những sáng tạo hữu ích giúp tăng khả năng ghi nhớ mọi thứ hiệu quả. Hiện nay, có rất nhiều ứng dụng tốt cho bạn ghi nhớ những thứ cần thiết có sẵn trên điện thoại. Phương pháp này giúp khu vực não bộ nhanh nhạy hơn và tăng khả năng ghi nhớ hiệu quả hơn. Thứ 10. Trò chuyện với mọi người xung quanh. Trò chuyện và gặp gỡ mọi người sẽ giúp não bộ phát triển mạnh mẽ. Khi bạn bắt đầu cuộc nói chuyện với người khác, bộ não sẽ thực hiện quá trình tiếp nhận và truyền thông tin. Tương tác với mọi người sẽ giúp não bộ có cơ hội nhận những ý tưởng và suy nghĩ mới, và điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Bạn có thể chủ động tạo những cuộc trò chuyện với người lạ hàng ngày, chẳng hạn như khi mua đồ ở siêu thị, đợi cà phê, chào người mới đến công ty. Những cuộc trò chuyện này sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ và nhạy bén hơn trong giao tiếp. Vừa rồi chính là 10 bài tập mà các bạn có thể áp dụng tập luyện cho não bộ, giúp chúng được thư giãn, thả lỏng và xả đi mọi mệt mỏi phiền não. Và cũng như khi tập thể dục toàn thân, chúng ta thường chọn một môi trường thoáng đãng, trong lành để luyện tập cho hiệu quả, cung cấp đủ nước để duy trì thể trạng. Thì đối với các bài tập về não bộ, muốn đạt hiệu quả tối ưu nhất, các bạn cũng cần phải đáp ứng cho não bộ một môi trường tập luyện thích hợp nhất, cũng như cung cấp đầy đủ năng lượng để não bộ luyện tập. Thứ nhất, để não bộ nghỉ ngơi ở nơi có không khí trong lành. Trung Hoa cổ đại mô tả phổi của chúng ta như là một nơi tiếp nhận năng lượng và khí tinh khiết từ bầu trời. Theo Cục Bảo vệ Môi trường, ô nhiễm trong nhà thường cao hơn ô nhiễm ngoài trời từ 2 đến 5 lần. Các chất ô nhiễm trong nhà có thể ảnh hưởng ngay lập tức tới chúng ta dưới dạng phản ứng dị ứng khi chúng ta vừa bước vào một căn phòng, hoặc ảnh hưởng tới chúng ta sau vài năm tiếp xúc. Mệt mỏi có thể là một động tác do việc tiếp xúc với ô nhiễm trong nhà một thời gian quá lâu. Vì vậy, các bạn hãy ra ngoài, hít thở thêm không khí trong lành. Chúng sẽ có tác dụng tốt cho bạn, cho cơ thể, trí óc và năng lượng của bạn. Thứ hai, cung cấp đủ nước cho não bộ và toàn cơ thể. Cơ bắp chúng ta được tạo thành bởi 70% là nước, và nước cũng chiếm đến 75% bộ não. Để duy trì trí óc minh mẫn và cơ bắp khỏe mạnh, chúng ta cần phải cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể trong suốt cả ngày. Khi chúng ta không uống đủ nước, chúng ta sẽ rất dễ dàng bị mất nước, bởi vì chỉ riêng việc thở mỗi ngày, chúng ta đã cần tới 2 cốc nước. Chúng ta không chỉ mất nước trong ngày từ việc thở, ra mồ hôi, sử dụng nhà vệ sinh, mà còn mất các chất điện giải quan trọng như natri, kali là những chất rất cần thiết đối với chức năng nội tạng. Nước cũng giúp thải bỏ độc tố khỏi tế bào chúng ta. Nếu chúng ta không lọc bỏ các độc tố đầy đủ, chúng sẽ khiến chúng ta cảm thấy ốm yếu và mệt mỏi. Vì vậy, bạn hãy uống nhiều nước, uống một cốc nước trước khi ăn và uống một cốc nước khác trong bữa ăn. Như vậy, bạn sẽ liên tục cung cấp nước cho cơ thể. Thứ ba, duy trì giấc ngủ đủ chất, đủ lượng và đúng giấc. Nghiên cứu giấc ngủ đã phát hiện ra rằng cơ thể của chúng ta sản xuất những kích thích tố khiến cơ thể điều hòa cùng đúng với lịch mặt trời mọc và mặt trời lặn. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng ánh sáng nhân tạo và thức khuya, chúng ta sẽ gây thêm căng thẳng cho cơ thể bằng cách ép nó tiếp tục hoạt động trong khi nó cần được nghỉ ngơi. Căng thẳng chắc chắn sẽ làm cạn kiệt năng lượng trong cơ thể. Do đó, bạn hãy lên giường từ 10 giờ tối, ngủ vào lúc 11 giờ tối và thức dậy trong khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng. Thứ tư, kiểm soát căng thẳng. Căng thẳng có thể do nhiều nguyên nhân, từ lo lắng về tiền bạc, công việc, các mối quan hệ và sự thiếu tự tin. Khi chúng ta bị căng thẳng, chúng ta thường hay lo lắng, nghĩ quá nhiều hoặc làm việc quá nhiều. Nếu cơ thể và trí óc của bạn không được nghỉ ngơi, bạn sẽ nhanh chóng bị lão hóa và suy giảm năng lượng sống. Bổ sung năng lượng cho bản thân bằng cách hàng ngày hãy dành thời gian để tĩnh lặng tâm trí.
nếu bạn thường xuyên và thực hiện sẽ có thể giúp cho tâm trí của bạn tĩnh lặng, dần dần nhận ra những điều khiến bạn căng thẳng trước đây đã không còn ảnh hưởng đến bạn. Hãy đưa thiền định vào cuộc sống hàng ngày của bạn, tìm một nơi yên tĩnh để ngồi. Bạn có thể muốn thắp nến hoặc đốt chút hương trầm để giúp tạo cảm giác tĩnh lặng. Ngồi với tư thế ngay ngắn để bạn có thể thở nhẹ nhàng, bắt chéo chân nếu bạn đang ngồi trên sàn nhà hoặc trên gối, hoặc đặt chân của bạn trên sàn nhà nếu bạn đang ngồi trên một chiếc ghế. Nhắm mắt lại và bắt đầu tĩnh lặng tâm trí của bạn bằng cách tập trung vào hơi thở của bạn, hít vào từ từ, thở ra từ từ. Hãy để ý và cảm nhận hơi thở khi nó di chuyển qua mũi và vào trong phổi của bạn và cảm nhận khi hơi thở đi ra. Hãy cố gắng thực hiện các động tác đó trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút. Bạn cũng có thể tập trung chú ý đến các giác quan khác như là chú ý những gì bạn nghe thấy xung quanh, những gì chạm đến làn da của bạn và những gì cơ thể bạn cảm nhận khi đang nghỉ ngơi và thở. Tập trung suy nghĩ đòi hỏi bạn phải tĩnh lặng tâm trí. Bên trong bạn càng tĩnh lặng, bạn sẽ càng cảm thấy tươi mới và tràn đầy sinh lực. Nếu tâm trí của bạn không bao giờ yên tĩnh, bạn sẽ ở trong một tình trạng mất tập trung liên tục và chúng có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi việc. Thứ năm, tự nhận thức. Áp lực sẽ lấy mất năng lượng. Vì vậy, nhiều người trong chúng ta sử dụng công nghệ, thực phẩm, thuốc lá, rượu và thậm chí công việc để lảng tránh khỏi những gì thực sự xảy ra trong chúng ta. Thay vì phớt lờ hoặc kìm nén cảm xúc không thoải mái, hãy đối mặt với chúng. Một khi chúng ta biết cội nguồn của nỗi đau và giải phóng những cảm xúc hình thành xung quanh nó, trí óc chúng ta sẽ lý trí hơn và có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì bằng sự chín chắn và vững vàng. Khi chúng ta không chạy trốn khỏi nỗi đau của chính mình, nó sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ kiểm soát hơn nhiều. Phần cuối chương trình sẽ là 5 thói quen tiêu cực mà bạn cần phải loại bỏ ngay lập tức trong cuộc sống để duy trì não bộ luôn minh mẫn, khỏe mạnh. Thói quen thứ nhất, nhịn ăn sáng. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể. Khi bạn bỏ bữa ăn sáng, mức độ đường trong máu thấp hơn sẽ dẫn đến không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho não bộ, gây thoái hóa não. Đó là chưa kể đến việc suy giảm sức khỏe, hệ miễn dịch, sức đề kháng, khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược, làm việc kém hiệu quả. Vì vậy, bạn hãy hình thành thói quen ăn sáng vào một giờ cố định để tạo nên nhịp sinh học ổn định, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, nề nếp. Thói quen thứ hai, ít uống nước. Như chúng ta đã biết, 70% cơ thể là nước. Nước có vai trò quan trọng để cơ thể thực hiện nhiều chức năng và não bộ luôn cần tới nước. Nhiều người có thói quen đợi đến khi nào thấy khát thì mới uống nước, nhưng họ lại không biết rằng lúc ấy cơ thể đã mất đi một lượng nước cần thiết để tham gia vào quá trình trao đổi chất, hô hấp, tuần hoàn trong cơ thể. Không những thế, khi khát, họ lại uống quá nhiều nước, khiến cơ thể từ chỗ mất nước đến quá tải nước và cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Thói quen thứ ba, ngủ không đủ giấc. Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của não bộ. Thường xuyên mất ngủ sẽ khiến các tế bào não bị tổn thương nghiêm trọng. Đồng thời, nó còn là tác nhân khiến não bộ hoạt động uể oải, thiếu minh mẫn. Chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe của não bộ, bạn cần từ bỏ thói quen thức quá khuya và đặc biệt cần phải đảm bảo các yếu tố để tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon và sâu đúng nghĩa. Thói quen thứ tư, làm việc quá sức. Não bộ hay bất cứ cơ quan nào trong cơ thể đều có giới hạn làm việc ở những năng suất nhất định. Khi bạn suy nghĩ quá nhiều, làm việc quá sức, đặc biệt là lúc cơ thể đang mệt mỏi, ốm yếu vì bệnh tật thì lại càng không nên, bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng làm việc của bộ não, làm não bị suy nhược, tổn thương nếu như thói quen này diễn ra kéo dài. Thói quen thứ 5, lười suy nghĩ, giao tiếp. Suy nghĩ tích cực, nói chuyện nhiều là những biện pháp vận động rất tốt cho sức khỏe bộ não, khiến bộ não hoạt động hiệu quả. Nhưng nếu như bạn lười suy nghĩ, ít nói chuyện sẽ khiến não bộ ít hoạt động, gây co rút não, lâu dần sẽ làm cho não bộ bị tổn thương, hoạt động kém hiệu quả rõ rệt. Ít suy nghĩ trong một thời gian dài còn là tác nhân khiến não bị teo, rất nguy hiểm. Không những thế, những người ít nói, lười suy nghĩ còn dễ mắc phải chứng trầm cảm và chứng bệnh này cũng sẽ làm các tế bào não bộ bị chết dần, chết mòn. Đã từng có những người trẻ than vãn với cuộc đời rằng
70 tuổi mới được chôn cất, nhưng tôi đã chết ở tuổi 30. Là bởi lẽ chúng ta đang đặt ra quá nhiều áp lực trong cuộc sống này, đầu óc luôn căng thẳng, khiến mỗi ngày trôi qua đều giống như một trận chiến đấu mệt mỏi dã rời. Sống như vậy chính là chúng ta đang tự sát bản thân. Bởi vậy, các bạn hãy trẻ hóa cuộc sống của bạn, trẻ hóa não bộ của bạn và cũng là trẻ hóa cả con người bạn bằng những bài tập não bộ giúp tâm trạng luôn thoải mái, lạc quan, yêu đời. Sống An Lạc kính chúc khán giả sẽ luôn có cuộc sống trẻ, khỏe và bình an. Và đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đón xem các thông tin sức khỏe trên kênh Sống An Lạc mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.